của tổ dân phố Minh Phượng, tổ dân phố 1, 2, 3 và chị hội phụ nữ của tiểu khu 1 được sự phân công của ban tổ chức về phần giao lưu hôm nay. Trước tiên tôi xin được gửi tới các vị đại biểu, gửi tới các thành viên trong các câu lạc bộ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội đêm giao lưu của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Buổi giao lưu của chúng ta hôm nay gồm có 5 đội. Mỗi đội biểu diễn là 4 tiết mục, chia làm 2 vòng. Theo kết quả các thăm của vừa xong của trưởng đoàn là kết quả như sau. Số 1 là tổ dân phố Minh Phượng, tổ dân phố 1. Số 2 là tổ dân phố Minh Phượng. Số 3 là tổ dân phố 3. Số 4 là tổ dân phố 2. Và số 5 là chi hội phụ nữ tiểu khu 1. Thank you.
đi đấy, đây vòng tay nào và Minh Mận Mận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
世界，原来我是一只憔悴的蝴蝶。你的那一句誓言来得轻描又淡写，却又换了一生三月间不开的结。春去江间花，秋来水中月，原来我就是一只憔悴的蝴蝶。花开花世界，
Yeah.
Thank you.